Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ và sự cát tường Sau đây mà các bạn đoán xem Tử Vi 12 con giáp Chủ nhật ngày 20 tháng 2 năm 2022 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 20 tháng riêng năm nhâm dần Ngày này là ngày giáp thìn, tháng nhâm dần, năm nhâm dần Và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ bính dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc tư mệnh giờ mậu thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc thanh long giờ kỷ tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc minh đường giờ nhâm thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc kim quý giờ quý dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc bảo quang giờ ất hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc ngọc đường Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ giáp tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc thiên lao, giờ ất sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc nguyên vũ giờ đinh mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc câu trần giờ canh ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc thiên hình giờ tân mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc chu tước giờ giáp tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc bạch hổ về ngũ hành ngũ hành nên mệnh phú đăng hỏa ngày giáp thìn tức can khắc chi nghĩa là màu khắc với thổ và ngày hôm nay là ngày cát về nạp âm um, phú đăng hỏa kỵ tuổi mậu tuất canh tuất ngày thuộc hành hỏa khắc với hành kim đặc biệt là tuổi nhâm thân giáp ngọ thuộc hành kim không sợ hỏa ngày thìn lục hợp với dậu tam hợp với tý và thân thành thủy cục sông với tuất hình thìn hình mùi hại mão phá xỉu và tuyệt tuất về tuổi xung khác trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Nhâm Tuất, Canh Tuất, Canh Thìn, tuổi xung trong tháng, tuổi Canh Thân, Bính Thân, Bính Dần. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Phú, tốt mọi việc, nhất là về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, khai trương, mở kho, nhập kho, an táng. Sao Thiên Quý, tốt mọi việc, sao Thiên Tài, tốt cho việc cầu tài lộc khai trương sao lộc khổ tốt cho việc cầu tài lộc khai trương giao dịch và ngày hôm nay là ngày trực tinh đại cát tốt mọi việc có thể giải được sao xấu trừ sao kim thần thất sát sao xấu trong ngày gồm có sao thổ ôn hay còn gọi là sao thiên cẩu kỵ về xây dựng nhà cửa đào ao đào giếng tế tự sao thiên tặc xấu đối với khởi tạo động thổ về nhà mới hai trương sau kiệu không kỵ về xuất hành cầu tài lộc khai trương và ngày hôm nay là ngày trùng tang kỵ về cưới hỏi an táng khởi công động thổ xây dựng về nhà cửa sao quả tú xấu đối với cưới hỏi sao phủ đầu giáp kỵ về khởi công động thổ sao tam tang kỵ về khởi tạo cưới hỏi an táng sao không phòng kỵ về cưới hỏi về hướng xuất hành tốt trong ngày hỷ thần hướng đông bắc tài thần hướng Đông Nam. Và sau đây, mời các bạn đón xem từ vị chi tiết 12 con giáp Chủ nhật ngày 20 tháng 2 năm 2022. Mời các bạn đón xem nội dung chi tiết để đón lành, lánh giữ. Từ vi tuổi Tý Chủ nhật ngày 20 tháng 2 năm 2022 xem vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý đang có được báo hiệu trải qua một ngày gặp nhiều may mắn trong chuyện tình cảm. Với bạn tuổi Tý đang gặp được ngày có tam hợp quý nhân sẽ mang đến cho bản mệnh có được nhiều cơ hội gặp gỡ với người tâm đầu ý hợp và chỉ cần đôi bên có chút tình cảm với nhau thì sẽ có được cơ hội thúc đẩy xúc tín mối quan hệ này nữa nhé. Tuy nhiên, về con đường tài lộc của bạn tuổi tí trong ngày này lại khó được như ý muốn khi bạn đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Và đây là lời cảnh báo cho bạn tuổi tí về những nguy cơ mất tiền, hao của khi mà tiền bạc vốn chẳng dễ dàng kiếm được, nay còn bị bản mệnh tiêu xài một cách phung phí. Với bạn tuổi tí, chớ có nghĩ rằng trời sinh vôi, trời sinh cỏ, tiền núi mà tiêu hoang phí cũng sẽ nhanh hết mà thôi. Và ngày này với bà tuổi Tý lại đang gặp ngày có thổ khí vượng. Đây là dấu hiệu cho thấy với bà tuổi Tý có thể sẽ gặp phải một vài vấn đề bất ổn về sức khỏe, có thể là do thời tiết thất thường. Cho nên bạn đang cảm thấy cơ thể của mình không được khỏe cho lắm. Và đây là lời cảnh báo cho bạn, bạn nên có chế độ làm việc và nghỉ ngơi, vận động thể dục thể thao hợp lý hơn để sức khỏe của mình được cải thiện tốt hơn nữa. Về câu quýt cho bạn tuổi Tý trong ngày Chủ nhật này, từ vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim nên mở rộng lòng mình đón nhận tình yêu đến tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy có được nhiều cơ hội tìm thấy người tâm đầu ý hợp tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa dễ mù quáng mà đánh mất về tiền bạc tử vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ sức khỏe không được tốt bạn cần phải quan tâm tới sức khỏe của mình nhiều hơn. Tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc, đào hoa nở rộ, sớm tìm được tình yêu, và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 4 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 17 số 83 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu xanh lục màu trắng quý nhân phù trợ tuổi Dậu tuổi Thân tuổi Tỵ từ vi tuổi Sửu chủ nhật ngày 20 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Sửu, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Sửu đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tương phá và đây có thể là nguyên nhân khiến cho tâm trạng của bạn trong ngày hôm nay thay đổi thất thường. Điều này sẽ ảnh hưởng tới chuyện tình cảm của bạn trong ngày nhé. Người ấy có thể sẽ cảm thấy bất mãn khi những cố gắng và nỗ lực của mình không được bạn công nhật, nhưng kỳ thực với bạn đang vô cùng cảm kích tấm lòng của đối phương nhưng tâm trạng của bạn không vui cho nên chẳng hề muốn nói lời cảm ơn gì cả. Trong ngày chủ nhật này với bà tuổi Sửu lại đang gặp được ngày của chính quan chiếu mệnh, cái điều này cho thấy con đường công danh sự nghiệp của bạn đang có được nhiều sự khởi sắc. Với bà tuổi Sửu có thể sẽ đạt được những thành công nhất định sau bao nhiêu cố gắng và công sức của mình bỏ ra trong thời gian vừa qua. Còn về phương diện sức khỏe của bạn tuổi Sửu trong ngày chủ nhật này, ngày này sức khỏe của bạn có phần được ổn định hơn khi mà bạn đang học cách thay đổi bản thân mình, có được những lối sống lành mạnh giúp cho thân thể của bạn được khỏe mạnh hơn nhé vài câu quýt cho bạn tuổi sửu trong ngày chủ nhật này từ vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim công việc tiến triển ngoài dự kiến từ vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy mau thuận về tình cảm bùng nổ từ vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa dễ cảm thấy bị tổn thương vì người mình yêu từ vi tuổi tân sửu thuộc mệnh hổ nên tập trung làm việc để nâng cao hiệu quả từ vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc đừng có tự cho mình là người đúng phải biết lắng nghe nữa và đánh giá của bạn tuổi sửu trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 12 số 76 giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ màu sắc cá tường màu vàng màu nâu quý nhân phù trợ tuổi tốt tuổi mão tuổi hợi từ vi tuổi dần chủ nhật ngày 20 tháng 2 năm 2022, xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi dần cho chúng ta thấy là bạn tuổi dần đang gặp được ngày của thực thần chia chở cho nên con đường tài lộc của bạn trong ngày hôm nay được sáng rõ với bạn sẽ có nhiều cơ hội để cải thiện thu nhập cho mình ngày này đối với những bạn kinh doanh buôn bán sẽ có một ngày bận rộn với đủ các đơn hàng tới tấp khách hàng nườm nượp sẽ giúp cho nguồn thu nhập của bạn không ngừng tăng lên một cách đáng kể nữa nhé và ngày Chủ nhật này với bạn tuổi dần, bạn mệnh cần phải biết cách sắp xếp công việc, nếu không sẽ dễ gặp phải vấn đề khi có quá nhiều việc dồn dập, chồng chất lên nhau. Muốn kiếm được nhiều tiền thì ngoài sự chăm chỉ, bạn cần phải cố đầu óc nữa nhé. Tuy nhiên, trong ngày Chủ nhật này với bạn tuổi dần, lại đang gặp ngày có mộc xung khác với thổ, điều này làm cho con đường tình duyên của bạn lại gặp nhiều trắc trở, với bạn tuổi dần cứ ngỡ đã tìm được tình yêu thuộc về mình, nhưng tới cuối cùng mới nhận ra mọi thứ chỉ là ngọ nhận mà thôi. vài câu quyết cho bạn tuổi dần trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy cần phải có thói quen sắp xếp công việc sao cho khoa học, từ vi tuổi bính dần, thuộc mệnh hỏa, tình duyên trắc trở, không được như ý muốn, từ vi tuổi mậu dần, thuộc mệnh thổ, nên hiểu chính mình trước khi bước chân vào mối quan hệ mới, từ vi tuổi canh dần, thuộc mệnh mộc, sự ngộ nhận có thể sẽ khiến cho bạn phải chịu tổn thương, từ vi tuổi nhâm dần, thuộc mệnh kim, công việc tiến triển được tốt đẹp, ngoài mong đợi. Vài đánh giá của ba tuổi dần trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao tài lộc, 5 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 3 sao, con số may mắn số 14, số 88, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phụ trợ, tuổi mùi, tuổi tốt, tuổi hợi. Từ với tuổi Mão, chủ nhật ngày 20 tháng 2 năm 2022 xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi mão chua chúng ta thấy là bạn tuổi mão đang có điểm báo đây không phải là ngày may mắn của bạn và trong ngày hôm nay với bạn tuổi mão sẽ gặp phải những vấn đề rắc rối trong chuyện tình cảm do phải chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành mão thìn tương xung gây ra nhé với bạn tuổi mão, cái chuyện tình cảm của bạn với người ấy không tìm được tiếng nói chung, không thống nhất được ý kiến với nhau. Cho nên, dù là những chuyện nhỏ nhặt cũng có thể khiến tôi bạn và đối phương có những cuộc tranh cãi nảy lửa xảy ra nhé. Lại thêm, trong ngày này với bạn tuổi mão đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh, cái điều này còn khiến cho cuộc sống của bạn thêm phần tồi tệ hơn khi mà công việc của bạn mệnh xuất hiện những sai sót khá lớn vì thói quen chủ quan. Điều này làm cho bạn phải mất nhiều thời gian và công sức để sửa chữa những lỗi sai sót của mình quay ra nữa. Về câu quý tôi bạn tuổi Mão trong ngày chủ nhật này, Tử Vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy có mâu thuẫn trong chuyện tình cảm xuất phát từ những chuyện nhỏ nhặt, Tử Vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa dễ đánh mất lý trí khi cảm xúc lên ngôi, từ vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ cần phải tập trung làm xong công việc của mình. Từ vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc đừng có đổ lỗi cho người khác vì sai lầm của bản thân. Từ vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim cần phải học cách đứng dậy sau khi vấp ngã. Vài đánh giá của bà tuổi mão trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 12, số 96, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi hợi, tuổi mùi. Từ vi tuổi Thìn, chủ nhật ngày 20 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Thìn, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Thìn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành, Thìn Thìn tự hình. Điều này làm cho cảm xúc của bạn lên xuống thất thường và chính bạn cũng không hiểu được điều mình thực sự muốn là gì. Điều này sẽ ảnh hưởng không hề nhỏ lên mối quan hệ tình cảm của các cặp đôi và làm cho bạn đang có nguy cơ đánh mất đi người mà mình yêu thương nữa đâu nhé. Và ngày này với bản tuổi Thìn, bạn cũng đang có điểm báo, rất có thể sẽ gặp phải những rắc rối, phiền phức khi bị tiểu nhân quấy phá, không ngừng gây khó dễ trong công việc, bởi bạn đang gặp ngày của Thiên Quan án ngữ. Bạn là người không muốn phải làm mất lòng bất cứ ai, nhưng có lẽ đã đến lúc bạn cần phải mạnh mẽ hơn nữa rồi. Với bà tuổi thìn, chính thối quyên cả nệ của bạn làm cho bạn chẳng thể nào thẳng thắn để đối mặt với những kẻ tiểu nhân đang có âm mưu làm hại mình. Nhưng suy cho cùng, đi với bụt hãy mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy. Bạn nên cân nhắc lại bản thân mình sẽ tốt hơn bạn tuổi thìn nhé. Về câu quyết cho bà tuổi thìn trong ngày Chủ nhật này, từ vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa họ, nên học cách nói không trước khi tự hại mình. Từ vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ, tiểu nhân không ngừng gây chuyện thị phi. Từ vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc, cần phải cố quyết tâm và nỗ lực hơn nữa. Từ vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim, tình cảm không thể ép buộc mà phải để đến một cách tự nhiên. Từ vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy, nên hiểu cho đối phương, thông cảm để cùng nhau yêu thương nhau. Và đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao tài lộc. 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 14, số 77, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi giàu, tuổi thân. Từ vi tuổi Tỵ, chủ nhật ngày 20 tháng 2 năm 2022 xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi tỵ cho chúng ta thấy là bạn tuổi tỵ đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh cái điều này sẽ làm cho quân đường tài lộc của bạn có được nhiều sự khởi sắc rõ rệt và ngày này nếu như bạn là người làm công ăn lương thì bạn sẽ có được cơ hội phát huy những đam mê những sở thích từ nghề tay trái của mình, điều này sẽ đóng góp một phần thu nhập không hề nhỏ cho bạn về tương lai sau này. Vì vậy, bạn cũng cần phải phát huy hơn nữa nhé. Còn đối với những bạn làm kinh doanh, buôn bán trong ngày hôm nay, nếu muốn gia tăng thu nhập cho mình thì bạn nên mạnh dạn triển khai những kế hoạch của mình. Có thể bạn sẽ gặp phải một số khó khăn ban đầu, nhưng chắc chắn lợi nhuận thu về sẽ vượt qua con số mà bạn tưởng tượng nữa. Và trong ngày Chủ nhật này với bạn tuổi tỵ lại đang gặp ngày có họa sinh xuất cho thổ. Điều này cho thấy với những hy sinh của bạn cho tình yêu chưa chắc đã là điều đúng đắn. Và khi bạn cho đi quá nhiều mà không đòi hội nhận lại thì chỉ khiến cho đối phương có thói quyền ích kỷ và ý lại mà thôi. Vài câu quyết cho bạn tuổi tỵ trong ngày Chủ nhật này từ vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa đừng có biến bản thân mình trở thành kẻ bị lợi dụng tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ nên học cách tự bảo vệ bản thân mình tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc tiền bạc ùn ùn đổ về nhà tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim thần tài chia chở các chuyện làm ăn kinh doanh buôn bán được thuận lợi tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy dễ kiếm tiền từ nghề tay trái và đánh giá của bà tuổi tỵ trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 16, số 89, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Từ vi tuổi Ngọ Chủ nhật ngày 20 tháng 2 năm 2022 xem vận trình ngày chủ nhật này với bàn tử ngọ cho chúng ta thấy là bạn tử ngọ đang có được báo hiệu đây là lúc mà tài lộc của bản mệnh khá ổn định không có nhiều chuyện cần phải lo toan ngày này chính tài chiếu mệnh đảm bảo cho bạn có được tiền bạc rụng rịnh trong tay nhờ làm tốt công việc của mình Xong, trong ngày Chủ nhật này với bàn tử ngọ lại đang gặp ngày có ngũ hành sinh xuất, lại tạo ra cho bạn có nhiều nỗi buồn ở trong lòng, khi mà những người xung quanh ai cũng có đôi có cặp khi bạn vẫn đang còn cô đơn một mình, chẳng biết phải chia sẻ tâm sự nỗi buồn cùng với ai. Và nhân ngày Chủ nhật này với bạn tuổi ngọ, bạn mệnh nên chăm chỉ ra ngoài, tham gia các hoạt động thể dục thể thao để tăng cường các mối quan hệ xã giao của mình. Hãy thả lỏng mình một chút, đừng có quá khắt khe với chính bản thân mình, mà để cho cơ hội tình yêu cứ thế vụt bay đi mất bạn tuổi ngọ nhé về câu quyết cho bạn thủy ngọa trong ngày chủ nhật này tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim buồn chán khi không có người ở bên Từ vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy tiền bạc đủ đầy nhưng vẫn không được vui Từ vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa chuyện tình cảm chưa có nhiều tiến triển Từ vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ cần phải học cách yêu lấy bạn thân mình Từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc đừng có từ chối tình yêu khi bạn đã rung động và đánh giá của bạn tử ngoại trong ngày Chủ nhật này. Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 15, số 68, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhau phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi dần. Từ vi tuổi mùi, chủ nhật Ngày 20 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Mùi, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Mùi đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh, cái điều này làm cho bạn chẳng cần phải lo lắng gì về vấn đề công việc. Và ngày hôm nay chỉ cần bạn làm tốt công việc của mình, thực hiện theo đúng như kế hoạch mà bạn đã đề ra từ trước đó là mọi chuyện sẽ được ổn thỏa mà thôi ngày chủ nhật này với bạn tuổi mùi nếu như bạn muốn tiến xa hơn tiến nhanh hơn nữa thì ngày hôm nay bạn nên dành thời gian để đào sâu tìm hiểu về những kiến thức mới tìm cách tích lũy học hỏi thêm kinh nghiệm cho mình để tương lai phục vụ cho công việc được tốt hơn nữa nhé Bên cạnh đó, trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi mùi lại đang gặp ngày có thổ khí vượng, điều này nhắc nhở bản mệnh cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe cho mình công việc là quan trọng nhưng sức khỏe còn quan trọng hơn bạn đừng có vì đam mê về công việc mà ăn uống không đúng giờ giấc đúng bữa lại hại tới dạ dày hại tới sức khỏe của bản thân vài câu quyết cho bạn tuổi mùi trong ngày chủ nhật này Từ vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim công việc hoàn thành tốt ngoài dự kiến Từ vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy cần phải chăm chỉ và cần cù hơn nữa Từ vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa sức khỏe kiếm dễ mệt mỏi Từ vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ biết mình biết ta trăm trận trăm thắng Từ vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc chăm chỉ mang đến thành công cho mình và đánh giá của ba tuổi mùi trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 12 số 69 giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cá tường màu nâu màu cam quý nhân phù trợ tuổi Hợi tuổi Mão tuổi Ngọ Từ vi tuổi thân chủ nhật ngày 20 tháng 2 năm 2022 xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi thân chùa chúng ta thấy là bạn tuổi thân đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp thân tí thìn phù trợ. Điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn tuổi thân trong ngày hôm nay, bạn cần phải mở rộng trái tim mình bởi bạn đang có được vận đào hoa đã nở rộ đến ngay trước ngõ rồi. Bạn còn chần chừ gì nữa mà không giang tay đón nhận lấy tình yêu đến với mình đi nhé. Và ngày hôm nay với bạn tuổi thân, sức quyến rũ của bạn có thể lên đến đỉnh điểm mà bản mệnh có thể sẽ chẳng cần phải làm gì, chỉ đứng một chỗ và là chính mình thôi, cũng đủ để thu hút được sự chú ý của nhiều người khác phái nữa rồi. Lại thêm, trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi thân đang gặp được thiên ấn chiếu mệnh cái điều này sẽ đóng góp thêm màu sắc rực rỡ cho bức tranh của bạn trong ngày hôm nay khi mà với bạn đang thể hiện được sự thông minh, lanh lợi của mình và có thể sẽ nhanh chóng giải quyết được những vấn đề tồn động trong công việc một cách ổn thỏa nữa. Vài câu quyết cho bạn tuổi thân trong ngày Chủ nhật này. Từ vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy biết mình rồi ở đâu và dễ dàng thành công hơn Từ vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa tình cảm đôi lứa được thăng hoa rực rỡ tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ con đường công danh phát đạt có được nhiều cơ hội tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc nên bày tỏ tình cảm của mình nhiều hơn Từ vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim đừng quấy ngại chủ động trong chuyện tình cảm và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 14, số 58, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi giàu. Từ vi tuổi giàu, Chủ nhật, ngày 20 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Dậu, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dậu đang có được báo hiệu sẽ có được sự trợ giúp của quý nhân trong chuyện tình cảm ngày hôm nay với những mâu thuẫn rạn nứt trước đó trong các mối quan hệ giữa bạn với người ấy có thể sẽ được giải quyết một cách nhanh chóng nữa với bạn tuổi dậu bạn biết mình cần điều gì muốn điều gì trong cuộc sống này và bạn luôn vô cùng trân trọng hạnh phúc mà mình đang có chính vì thế mà sau những giây phút nóng giận bốc đồng bạn cũng sẵn sàng xuống nước để giữ được hạnh phúc thuộc về mình nữa nhé lại thêm, trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Dậu đang gặp được ngày của chính ấn chiếu mệnh, cái điều này nhắc nhở bạn cần phải giữ vững về tinh thần trách nhiệm trong công việc. Chẳng có ai là không có lúc cảm thấy nản lòng vì thất bại, nhưng kiên trì và quyết tâm thì sẽ sớm chiến thắng được nghịch cảnh, chinh phục được mọi sự thành công mà bạn mong muốn nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Dậu trong ngày Chủ nhật này, từ vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy nên có tinh thần trách nhiệm với công việc. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, quý nhân xe duyên chỉ lối cho bạn tìm thấy được tình yêu. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, đừng có bỏ qua cơ hội để hạnh phúc đến với mình. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, bạn xứng đáng có được nhiều thứ hơn thế. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, công việc hoàn thành nhanh chóng trước tín độ. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 16, số 67, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cá tường màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Từ vi tuổi Tuất, chủ nhật ngày 20 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Tuất đó, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tuất đang có điểm báo gặp khá nhiều vấn đề trong chuyện tình cảm ngày hôm nay và bạn mệnh có thể sẽ cảm thấy sự lựa chọn của mình là sai và có phần hoang mang khi không biết có nên tiếp tục mối quan hệ hiện tại này nữa hay là không và ngày này với bạn tuổi Tuất, bạn đang gặp ngày quốc cục diện ngũ hành Tuất Thìn tương xung. Điều này cho thấy, chưa chắc những vấn đề phát sinh là từ mâu thuẫn nào cụ thể, mà có thể chỉ là bạn mệnh cảm thấy nhàm chán và mất dần đi sức hút hấp dẫn đối với đối phương mà thôi. Chuyện tình cảm thực sự là rất khó nói rõ nhá. Lại thêm trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Tuất, đang gặp thiên Quan chiếu mệnh. Điều này khiến cho bạn còn gặp nhiều khó khăn trong công việc. Bản mệnh bị tiểu nhân chỉ điểm, mách liệu với cấp trên, đơm đạp thị phi, thêu hoa dệt gấm những điều vô căn cứ nhằm hạ thấp uy tín của bạn, làm cho mọi người có cái nhìn sai lệch về bạn nữa nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tuất trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa cần phải đề phòng bị tiểu nhân phá hoại. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ nên bình tĩnh để không đánh mất đi cơ hội. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc có nhiều việc chẳng thể nào làm khác được từ vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim bình tĩnh để không phạm thêm những sai lầm từ vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy bạn có thể có được nhiều may mắn hơn nữa và đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 14, số 77, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhau phù trợ, tuổi thân, tuổi dần, tuổi ngọ. Từ với tuổi hợi, chủ nhật ngày 20 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi hợi, cho chúng ta thấy là bạn tuổi hợi đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Điều này làm cho bạn đang có điểm báo, bạn cần phải vượng tin hơn với những quyết định của mình trong ngày hôm nay. Chính nhờ sự quyết đoán và dứt khoát của bạn mà ngày hôm nay sẽ giúp cho công việc của bạn sớm được giải quyết một cách ổn thỏa quan về phương diện tình cảm của bạn tuổi hỏi trong ngày này khi bạn đang gặp ngày có thủy thổ xung khắc với mong muốn của bạn có được gia đình hạnh phúc như ý nhưng dường như bạn đang áp đặt suy nghĩ của mình lên đối phương khiến cho mối quan hệ trở nên ngọt ngạt không khí gia đình cũng có nhiều sóng ngầm nữa đó. Với bạn tuổi hợi, bạn cần phải bình tĩnh để tìm ra cách giải quyết sao cho tốt nhất. Hãy tôn trọng ý kiến của đối phương và tìm cách dung hòa mối quan hệ sao cho được tốt đẹp hơn. Dù biết là nhu cầu của cả hai người đều không ai phải là người chịu thiệt thòi, nhưng đã sống trong một mái nhà thì hơn thua mà làm gì cho thêm mệt mỏi hơn nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi hợi trong ngày Chủ nhật này, từ vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa, tình cảm không thể ép buộc cần phải để cho tự nhiên. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ có nhiều vấn đề phát sinh do không chịu đối thoại. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc nên bình tĩnh để xử lý vấn đề nhanh gọn. Tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim dứt khoát và quyết đoán đưa ra lựa chọn đúng đắn. Tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy đừng để mình trở nên độc đoán không ai chịu nổi nhé. Và đánh giá của ba tuổi hợi trong ngày chủ nhật này sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 16, số 88, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.